Chào bạn, video này Kenbo sẽ giới thiệu tới bạn 5 bộ điều khiển từ xa sử dụng cho tời và pa lăng điện. Đừng bỏ qua video này nhé. Bộ điều khiển từ xa hay còn gọi là tay điều khiển từ xa là sản phẩm không thể thiếu khi sử dụng tời điện, pa lăng treo trên khung rầm, cầu trục, giúp quá trình sử dụng trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn. Bộ điều khiển từ xa Kenbo I21W2S 4 nút được sử dụng cho tời điện PA cố định và tời điện KCD 220V, kết nối mạnh mẽ với bán kính làm việc lên đến 100m. Cấu tạo đơn giản, gồm bộ thu và bộ phát tín hiệu, được làm từ nhựa cao cấp chống va đập, trang bị túi đựng chống thấm nước giúp tăng độ bền bỉ cho sản phẩm. Bộ thu tín hiệu nhỏ gọn, có chỉ số bảo mật cao, ngăn ngừa được tình trạng mất tín hiệu khi sử dụng nhiều sản phẩm cho quá trình sử dụng được thuận tiện. Bộ phát tín hiệu 4 nút, dễ sử dụng gồm nút lên, xuống, tắt và mở. Đối với tời PA, sử dụng con chạy điện sẽ được lắp dòng Kenbo 8 nút F21E1B. Ngoài ra, dòng sản phẩm này còn được dùng cho cả pa lăng cáp và xích điện 380V. Lưu ý, khi sử dụng cho tời điện PA, bạn cần lắp thêm tủ điện và khởi. Về cấu tạo và bán kính hoạt động sẽ giống với dòng Kenbo I21W2S. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là sử dụng bộ phát tín hiệu 8 nút. Ngoài 2 nút lên xuống và tắt mở, còn tích hợp thêm 4 nút di chuyển của động cơ con chạy Đông, Tây, Nam, Bắc cho quá trình sử dụng linh hoạt hơn. Dùng để ngắt hoạt động của bộ phát khi không sử dụng hoặc khi có sự cố, đảm bảo an toàn cao. Tiếp theo là bộ điều khiển Kenbo H21-200, được sử dụng cho tời điện SK loại 2 giác cắm có phạm vi hoạt động mạnh mẽ lên đến 200m. Bộ phát tín hiệu 4 nút dễ sử dụng, thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, bộ phát tín hiệu hoạt động an toàn nhờ được trang bị đèn LED cảnh báo khi lắp đặt sai. Kenbo ITK X2S cũng là sản phẩm được sử dụng cho tời SK 2 giác cắm. Điểm đặc biệt của dòng sản phẩm này so với H21-200 được trang bị hai bộ phát tín hiệu có dây và không dây. Bạn có thể sử dụng song song với tay điều khiển của máy. Bộ phát tín hiệu có dây có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, có chiều dài dây là 120cm. Bộ phát tín hiệu không dây 4 nút, phạm vi kết nối mạnh mẽ trong bán kính làm việc 120m. Cuối cùng là bộ điều khiển Kenbo ITK X2 4 nút sử dụng cho tời SK 1 giác cắm. Sản phẩm này giống với dòng ITK X2S, gồm có 2 bộ phát. Bán kính hoạt động 100m và chiều dài dây là 130cm, rất tiện lợi khi làm việc. 5 bộ điều khiển trên rất an toàn khi sử dụng, nhờ hoạt động bằng pin, dễ dàng thay thế. Sản phẩm được sử dụng để kết hợp tời hoặc pa lăng điện khi treo trên khung rầm, cầu trục từ xa, dùng để nâng hạ hàng hóa trong các kho xưởng, hộ gia đình, công trường xây dựng. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, bạn có thể xem ở phần mô tả video. Đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video hấp dẫn nhé!